Thưa quý vị, Wasit Foundation hiện hỗ trợ hai ví không giám sát của bên thứ nhất, một ví web có tên là Wasit Wallet Web và một ví mở rộng trên trình duyệt web có tên là Wasit Wallet Browser Extension. Cả hai đều kết nối liền mạch với mạng lưới Wasit và giúp dễ dàng gửi nhận mã thông báo RAW cũng như các token trên mạng lưới Wasit. Các sản phẩm này hoàn toàn là mã nguồn mở, được xây dựng từ đầu bởi các nhà phát triển cộng đồng Wasit với sự tài trợ từ chương trình tài trợ RAW Bloom của quỹ Wasit. Cả hai cũng đã trải qua nhiều cuộc đánh giá nội bộ từ các nhóm Wasit Foundation và Wasit NAP và hiện tại đang được trải qua đánh giá từ bên ngoài. Quý vị có thể tìm ví Wasit tại địa chỉ wallet.wasitprotocol.org hoặc có thể tìm trong cửa hàng Chrome trực tuyến trên trình duyệt web Chrome. Một số tính năng của ví Wasit: tạo ví mới với cụm từ khôi phục dễ nhớ, thân thiện với người dùng. Truy cập ví hiện có bằng cụm từ khôi phục dễ nhớ, khóa riêng tư hoặc thiết bị Netgear. Xem lịch sử giao dịch, gửi giao dịch mới, quản lý nhiều tài sản ví, chuyển đổi giữa chế độ sáng tối, chọn ngôn ngữ giao diện người dùng theo ý thích, đặt cược và nhận phần thưởng đặt cược staking, dễ dàng chuyển đổi giữa các ví Wasit khác nhau. Bây giờ tôi sẽ truy cập địa chỉ wasitprotocol.org. Trong cái phần Use Wasit, tôi sẽ chọn vào Wallet. Ở đây tôi sẽ thêm ví và cài đặt ví vào cái trình duyệt web Chrome. Rồi, tôi sẽ chọn vào Get the Wasit Chrome Extension. Một cửa sổ mới được bật lên. Tôi sẽ chọn vào Thêm vào Chrome. Chọn Thêm tiện ích. Quý vị sẽ thấy cái biểu tượng Wasit Network được hiển thị trên phía bên trên màn hình. Bây giờ tôi sẽ vào để bật nó lên. Rồi tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng ví Wasit Wallet. Để tạo một cái ví mới, tôi sẽ chọn vào Credit Wallet. Bước thứ nhất, quý vị cần đặt cái mật khẩu cho ví. Ô thứ hai, nhắc lại mật khẩu một lần nữa. Click vào I understand. Chọn like. Chọn like. Và đây là cụm từ bí mật. Quý vị cần phải sao lưu và cất giữ thật cẩn thận. Tôi sẽ chọn vào Confirm Backup. Và bây giờ tôi sẽ xác nhận lại là mình đã sao lưu số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5, số 6, số 7, số 8,
Số 9. Số 10. Số 11. Số 12. Số 13. Số 14. Số 15. Số 16. Số 17. Số 18. Số 19. Số 20. Số 21. Số 22. Số 23 và số 24. Ok, vậy là đã xong cái phần cài đặt cái ví Wasit Network trên cái trình duyệt web. Quý vị muốn nhận Wasit hoặc các token nó chạy trên cái mạng lưới Wasit thì quý vị chọn vào đi save và lấy cái địa chỉ. Quý vị chỉ cần lưu ý địa chỉ ví mà nó chạy trên cái mạng lưới Wasit, nó bắt đầu bằng Wasit. Và quý vị chỉ cần chọn đúng cái mạng lưới Wasit trên các sàn là quý vị có thể chuyển coin token qua cái mạng lưới Wasit về ví.